Hello, xin chào tất cả quý cô chú anh chị em. Và hiện tại thì Sơn Đông đang diễn ra chương trình sale cực sốc giá tận gốc. Và chỉ còn một ngày duy nhất nữa thôi là chương trình của chúng ta sắp kết thúc rồi. Đó chính là ngày 1 tháng 5 nha mọi người. Và trong cái đợt giảm giá này thì nhiều quý cô chú anh chị chúng ta đã tham khảo rất là nhiều món nội thất rồi. Cũng có tham khảo phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp nè. Và trong video ngày hôm nay em sẽ gợi ý cho mọi người một cái bộ bàn ăn rất là thích hợp với những không gian nhà phố. Mời mọi người theo chân em nhé. Xin giới thiệu với mọi người một bộ bàn ăn được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, bao gồm có một bàn và 8 chiếc ghế như trên hình. Khi nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy chủ đề chính của cái bộ bàn ăn này chính là những họa tiết chạm trổ rất là nhẹ nhàng, đúng không mọi người? Với cái phần tựa lưng được chạm họa tiết đó chính là chữ lộc, sẽ mang lại sự may mắn, bình an và phúc lộc cho gia chủ nè. Một chiếc bàn ăn không chỉ là mang lại sự sang trọng thôi đâu mà còn mang lại phong thủy rất là tốt cho chúng ta. Và cái bộ này làm bằng 100% gõ đỏ Nam Phi nha mọi người, với cái màu sắc rất là tự nhiên. Chúng ta có thể nhìn trên màn hình nè, những cái thớ gỗ đã được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Chúng ta có thể là nhìn thấy những cái đường vân rất là nhiều và đẹp ở trên cái phần mặt bàn, đúng không mọi người? Đó, khi đặt vào không gian thì em đảm bảo sẽ mang lại cái sự sang trọng và đẹp tối đa nhất cho cái phòng ăn của nhà mình. Một bộ này sẽ bao gồm có 8 chiếc ghế và mỗi chiếc ghế của bên em thì được làm rất là đẹp, tự nhiên nữa. Cái phần tựa lưng ghế sẽ là chạm hoa hồng như thế này nha mọi người, một họa tiết rất là nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Và cái phần mặt ghế là một điều rất là đặc biệt, đó chính là làm một làm liền tấm như thế này với độ dày đó chính là 1,5cm nha. Và em xin bật mí luôn, đó chính là giá của bộ bàn ghế này hiện tại đó chính là 32,5 củ. Với chương trình giảm giá đợt này chúng ta sẽ được giảm 17%, chỉ còn gần 27 củ thôi nha mọi người. Và một điều tiếp theo chúng ta sẽ chú ý nữa đó chính là cái họa tiết, những cái hoa văn như thế này. Không chỉ là một chiếc ghế được chạm nhiều thôi đâu mà tới cái phần yếm bàn cũng được làm rất là đồng bộ với cái phần chân bàn và cái chân ghế nè mọi người. Tất cả đều sử dụng họa tiết hoa văn nhẹ nhàng đơn giản kết hợp với hoa hồng. Đó, rất là đơn giản và dễ dàng vệ sinh, đúng không nào? Và để tiếp theo cái video ngày hôm nay em sẽ ngồi trải nghiệm cho cô chú anh chị chúng ta cùng xem thử nha. Đây, đây là một chiếc bàn ăn. Và khi mà em ngồi như thế này nè mọi người thì cái chân em nó không có bị vướng vào đây nha. Và chiều cao của em hiện tại đó chính là 1m6. Đó, và cái tay của em khi với vào thì rất là vừa vặn. Với kích thước bàn thì dài vừa đủ để chúng ta có thể đặt 8 ghế nè. Rất thích hợp với những gia đình có đông thành viên nè. Và hiện tại sản phẩm đang trưng bày tại showroom là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân nha mọi người. Cô chú anh chị nào mà chúng ta quan tâm thì hãy liên hệ đến em thông qua số hotline mà em ghim trên màn hình, đó là 0399830770, hoặc đến ngay showroom để được em tư vấn và hỗ trợ mình trực tiếp nhé. Mọi người cứ yên tâm vì Sơn Đông anh em đã có chính sách bảo hành 5 năm và bảo trì trọn đời. Vì thế chúng ta có thể sử dụng lâu dài mà vẫn yên tâm nè. Và hiện tại thì video đã hết rồi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.